Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh giò? Hôm nay em muốn đi ăn thật ngon, cho nên anh đừng tiếc tiền. Ai cho tất đã người lớn hay hồ tô con có một ước mơ chi không? Bạn tôi thích lớn lên được đi khắp muôn nơi, còn tôi không mong như thế vì tôi mơ được ăn to thích. Tập thể dục.